Em đang ở trong một cái nơi căn cứ địa rất là đặc biệt. Đấy là cái nơi nghỉ ngơi của chiến sĩ công an nhân dân nhà mình. Đầu óc nó cũng hơi bị bay bay ấy, nên nhiều khi là đi đường rất là hay bị các chú giao thông rồi các anh cảnh sát giao thông đứng lại để nói chuyện. Nên mỗi lần như thế mình chỉ cần nói chuyện một lúc một, nhưng mà em cũng là vợ của chiến sĩ thì là sẽ được ưu ái và là được gọi là nhẹ nhàng, đối xử nhẹ nhàng hơn một chút so với bình thường. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và hôm nay thì em đang ở trong cái phòng căn cứ địa riêng của chiến sĩ nhà em đây nè. Phải nói thật sự là lực lượng công an nhân dân là lực lượng rất là gọi là có phong cách sống rất là đơn giản này, nhanh gọn này, và không có cầu kỳ gì hết á. Trong căn phòng rộng như thế này, nếu mà đây là một căn phòng của mình hoặc là gì đấy thì có lẽ là rất là nhiều đồ rồi, vì ngày xưa em cũng ở ký túc xá ấy. Nhưng mà đây hôm nay đột nhập vào trong đây thấy mọi thứ rất là giản đơn, thì có đây là lý do cho những hôm chồng trực ra nhà chỉ có hai cái phần đùi, còn này là chi nhiều là chuyên gia gì ta mặc mỗi cái quần đùi và không mặc áo đi ngủ đây này. Ui, nhìn là biết là đêm chứng tỏ tan cửa trần. Ở đây còn không có nhà vệ sinh luôn nhá, chỗ này em thấy không có nhà vệ sinh đó. Hai cái quần đùi này, một bộ quần áo lễ phục màu trắng này, một bộ quần áo ngành màu xanh này, và một áo sơ mi trắng rất là đơn giản. Phòng thì cũng chỉ có giường như thế này thôi. Đấy, phát hiện ra một cái điện thoại, không biết là chắc là ở trên đây những lúc mà đi chụp không có vợ là kiểu gì tỏ tem với cả cô nào rồi đây này. Đúng là con trai của ta. Khai phá thật. Ở đây thì không có được có cái mạng ngoài, không được lắp mạng wifi ngoài, mà là đều phải dùng cái mạng nội bộ. Cái mạng nội bộ để đảm bảo cái bí mật. Bí mật gọi là bí mật thông tin quốc gia mà không được để lộ ạ. Tủ hồ sơ này, quạt trần này. Mùa đông này em bật quạt trần làm mát. Hôm nay là em đang đi rửa xe, và rửa xe ở một cái địa điểm rất là gần mà thấy mệt mỏi. Mà bây giờ muốn có một chỗ nào đấy để nằm kiểu dậy dạng ấy, cho thoải mái ấy, mà không có ai, nên là xin vào kế. Và hôm nay anh xã nhà em thì lại đang đi xa, có mình thôi. Phòng làm việc cũng rất là đơn giản, đơn sơ này. Chỉ có máy tính này, một quyển lịch này, xem nào, cái laptop riêng à. Laptop riêng của ông ấy để ông ấy xem có kiếm được tí cơm tí cháo mà thêm về nuôi vợ con không. Quá chuẩn luôn. À, phích nước này. Phích nước này. Bên ngoài dán đã bảo là rất là cần kiệm liêm chính nhá. Ta nhìn này, cửa kiệm là dán bằng giấy báo nhá cả nhà, dán bằng giấy báo để cho nó đỡ nắng đỡ chói này. Rèm cũng rất là theo kiểu ôi trời ơi Napoleon từ ngày xưa này. Mình biết là không cầu kỳ màu mè hình thức rồi tranh chó các thứ gì. Tủ hồ sơ, quạt trần kiểu hòa quạt này, máy in này, ghế gỗ này, nói chung là rất là đơn giản, gọn gàng. Giám đốc bằng khen chứng nhận đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi đấy. Mục sở thị căn phòng của đời sống phía sau của gọi là gì, căn cứ địa, những khi vắng nhà trốn vợ. Không biết là có ảnh với ông cũ hay gì ở đây không nữa ta. Ôi trời ơi.